Chào mọi người nha. Thì em còn một ít đầu TG20 18 đâu nè. 18 20. Thì máy này đều giật được hết nha, không cứng nha mọi người. Đó. Con thì nó còn nắp, con này nó mắc nắp. Mấy cái nắp này thì dễ mua thôi, không có khó. Con nào không có buri thì em gắn buri cho nha. Đó. Chụp giật thì còn đủ này. Nói chung là nếu mà nó có thiếu ấy thì nó chỉ thiếu cái này thôi mọi người, cái nắp này thôi, còn lại chế thì có nha. Đó. Nó chỉ thiếu nắp này thôi. Bốn con rồi, còn 2, 4, 6, 6, 3, 9 cái. Ui, cái này đa số toàn là TG20 không mọi người. Em thấy toàn TG20 không, 20 luôn, 20 luôn, cái kia cũng 20 luôn, cái này 18. Thấy này mặt tem, thấy có một con 18 con 20 không, thì anh em nào lấy hết luôn á thì em tính 280 một đầu nha, 280.000 một đầu lấy hết nha, đấy là giá lấy hết không bao ship nha. Còn anh em nào mà lấy lẻ thì em tính 300.000 một đầu, cứ chọn thôi nè, cứ chụp màn hình điện thoại á, con nào cũng trong này này. Chụp màn hình lại gửi em ha. 300.000 một con là mua lẻ nha, không bao ship nha. Còn anh em nào lấy hết thì tính 280. Về lắp xịt thuốc ở lên mấy cần phát cỏ cũng lai ra cũng được. Ha. Chào mọi người nhé.